Xin kính chào các thầy cô giáo và các bạn. Để giảng dạy trực tuyến bằng phần mềm Zoom, em xin giới thiệu với các thầy cô phần dành cho giáo viên trước, còn phần dành cho học sinh em xin để ở đường link ở phần mô tả. Các thầy cô có thể copy và gửi cho học sinh, yêu cầu học sinh làm theo. Vậy, trong video này, em xin giới thiệu 4 vấn đề chính sau. Thứ nhất, đó là cài đặt phần mềm. Thứ hai, đó là chuẩn bị không gian học tập. Thứ ba, là... Sau đó các thầy cô ấn vào nút Start để tìm cái phần cài đặt đó. Có thể ấn vào đây để mở nó ra ngay, hoặc kéo xuống đến phần chữ Set. Các thầy cô nhìn thấy chữ Zoom thì kéo cái biểu tượng của nó ra ngoài màn hình. Sau đó các thầy cô bật phần mềm lên bằng cách ấn kích nút vào đây. Và thầy cô sẽ ấn vào nút sign in. Thế thì hầu như các thầy cô đều có tài khoản Google, nên các thầy cô ấn đăng nhập bằng tài khoản Google. Để tiếp tục với cái tài khoản này. Sau đó thầy cô ấn create account, nghĩa là tạo cái account này. Ấn mở Zoom. Đó. Như vậy là được rồi ạ. Em tạm thời tắt cái phần này đi. Như vậy em đã hướng dẫn xong phần 1 nhỏ cài đặt. Sang đến phần 2, đó là chuẩn bị không gian học tập. Thì cái không gian này có thể cô lên chuẩn bị làm sao cho nó yên tĩnh, có thể ở tại nhà hoặc tại trường. Trang phục thì nên phù hợp với việc lên lớp. Ở đây em có một ví dụ về một thầy giáo dạy. Để thầy cô có thể hình dung rõ hơn ạ. Như các thầy cô quan sát thì giáo viên chỉ sử dụng một laptop mà không cần chuẩn bị bất cứ một phụ kiện nào khác. Mà thầy giảng trò nói rất là rõ ràng, học sinh quan sát bài trên bảng cũng rất tốt. Còn nếu các thầy cô sử dụng máy tính để bàn thì cần chuẩn bị thêm đó là loa, mic, webcam hoặc là máy quay phim. Đặc biệt là dùng thiết bị nào thì thầy cô cũng phải cài đặt internet. Rồi, em xin chuyển tiếp sang phần thứ 3, đó là chuẩn bị bài giảng. Các thầy cô bật phần mềm lên. Em xin nói một chút về 4 cái biểu tượng này. Thế khi biểu tượng này chính là lập lịch. Thì bởi vì chúng ta dùng phần mềm miễn phí cho nên là sau 40 phút nó sẽ tự động ngắt. Thì các thầy cô giáo cứ coi như nó là một tiết dạy, sau đó cho học sinh ra chơi. Sau ra chơi thì các thầy cô lại kết nối lại. Tiếp theo đó là cái chia sẻ màn hình. Cái phần này là để cho dành cho học sinh kết nối với giáo viên. Còn cái mà chúng ta cần
để mở để giảng dạy trực tuyến cho học sinh. Thế đầu tiên các thầy cô kích vào đây. Kích tiếp để lưu cái ID, lần sau các thầy cô không cần phải vào lại nữa. Sau đó ấn copy ID để gửi cho học sinh. Cái ID này, có cái ID này thì học sinh mới có thể vào lớp học của các thầy cô được. Thế thì để lưu một đoạn văn bản ngắn thì các thầy cô lên sử dụng ghi chú bằng cách em kích chuột phải, chọn New, chọn Text Document, kích ra ngoài, kích đúp lên, rồi Ctrl V, tắt đi, ấn Save. Bây giờ em mở ra cho các thầy cô xem. Đó, như vậy đã lưu được rồi này. Em mở rộng màn hình lên. Nếu tai nghe mic tốt rồi thì các thầy cô ấn luôn vào chữ màu xanh. Đây, các thầy cô giáo đưa chuột xuống phía dưới. Thì cái nút đầu tiên này, đó chính là tắt bật cái mic của mình. Các thầy cô ấn vào đây thì nó sẽ tắt cái mic của mình. Thế còn kích lại thì nó sẽ bật cái mic của mình cho học sinh nghe. Đấy, ví dụ như các thầy cô giáo có việc đi đâu đó thì các thầy cô giáo lên tắt cái mic này đi. Thứ hai đó là stop video. Nếu em tắt đi thì sẽ không còn cái video của giáo viên. Cái này thầy cô giáo lên bật để giảng bài cho học sinh. Thầy cô giáo có thể chiếu một nửa cái bảng của mình. Cái nút thứ ba mà thầy cô giáo quan tâm đó chính là nút này, là nút quản lý những người tham gia. Cái nút này nó rất là quan trọng nhé. Khi mà các thầy cô ấn vào cái nút này thì một cái danh sách lớp sẽ hiện ra. Đây, em ví dụ em sẽ đăng nhập vào điện thoại của em, giả sử nó là học sinh chẳng hạn. Đây, bắt đầu em bật zoom lên thì học sinh chỉ cần ấn vào zoom a meeting và học sinh nó sẽ phải gõ cái ID của thầy cô lúc nãy, đó là 7104194856, kết nối. Kết nối với video. Như vậy, thầy cô có thể yêu cầu học sinh bật video của mình lên để kiểm tra việc học tập của học sinh. Em tắt màn hình của học sinh để thuận tiện cho việc hướng dẫn tiếp các thầy cô. Phía bên dưới học sinh thì sẽ có 3 cái nút tắt video này. Hoặc là đổi tên, ví dụ như là tên em đó là Hoàng chẳng hạn. Ok, thì mình biết là em này là tên là Hoàng. Thứ hai, nó có thể xóa, nếu như em này không đúng ở lớp mình thì mình có thể xóa em này đi. Đó. Ngoài ra ở dưới này thì còn có cái 3 cái nút rất là quan trọng. Nút thứ nhất đó là UO. Yes. Để chỉ có mic giáo viên được bật, còn lại yên lặng, tránh tạp âm. Khi giáo viên yêu cầu học sinh nào phát biểu thì học sinh đó bật mic đi. Phát biểu xong, học sinh đó lại tắt mic. Tiếp theo đó là chia sẻ những hình ảnh khác. Click vào đây. Thì ở đây có rất là nhiều cái để các thầy cô giáo chia sẻ. Thứ nhất đó là cái bảng trắng. Ấn Sell. Thì thầy cô ấn vào đây thì thầy cô có thể vẽ để chia sẻ. Viết chữ được nhưng mà khả năng là sẽ hơi khó viết ấy. Đó. Hoặc các thầy cô giáo ấn vào text này. Kích vào đây, các thầy cô giáo có thể viết chữ vào đây. Ví dụ ở lớp 8A thì đó. Vân vân, có mũi tên. Đó. Tẩy. Format. Undo, quay lại, redo, xóa tất cả. Có thể lưu ạ. Tắt. Thì muốn tắt cái này thì các thầy cô giáo ấn vào chữ stop tell. Đó.
Ngoài ra thì các thầy cô có thể share màn hình, thì cái này cô ấn ấn vào chữ green, ấn share thì lập tức nó sẽ share cái màn hình của thầy cô. Đó. Thầy cô làm gì thì học sinh nó cũng có thể biết được. Vào zip PC này, ổ này, ví dụ như thế này. Đó. Thì học sinh hoàn toàn có thể nhìn thấy màn hình của thầy cô. Còn nếu như thầy cô giáo muốn chia sẻ voice cũng được, thì các thầy cô giáo bật PowerPoint lên trước. Ví dụ như là file, em mở cái bài PowerPoint lên. Đó, bật PowerPoint lên thì em top style này. Ở đây có cái chế độ đó là đây, chia sẻ cái bài PowerPoint. Thầy cô giáo ghi này, kích vào đây và ấn share. Thì ở đây khi mà share PowerPoint rồi thì các thầy cô giáo có thể ấn trình chiếu PowerPoint như bình thường. Chơi trò chơi này, câu hỏi này. Đó. Đấy là như vậy là chúng ta có 3 cách chia sẻ một bài. Thứ nhất là chia sẻ màn hình này, chia sẻ bảng trắng này và chia sẻ bài PowerPoint này. Ngoài ra thì cô giáo có thể chia sẻ bài Word, thì các thầy cô giáo mở Word lên. Phần tiếp theo đó là phần chat, thì các thầy cô bật lên, em có thể chat với học sinh, toàn bộ học sinh, thì các thầy cô để everyone, thì chào các em. Hoặc các thầy cô giáo có thể chat với từng học sinh, kích vào đây, chat với em Hoàng thôi. Hoàng chú ý này. Tiếp theo đó là record, tức là các thầy cô có thể hoàn toàn ghi lại tiết học lưu vào máy tính. Em ghi lại tiết học, lát nữa bấm lại cho thầy cô xem. Ngoài ra thì nó có một số cái tính năng khác. Kết thúc một tiết học thì các thầy cô ấn vào end meeting. End meeting for you. Em tắt những cái này đi. Thì đây chính là cái phần ghi âm lúc nãy ạ. Thì cái này nó sẽ nằm ở chỗ nào thì các thầy cô ý là nó nằm ở phần này. Đó. Zoom này, document này, zip PC này. Đó. Các thầy cô giáo muốn mở ra thì nó ở phần document này. Đấy, zoom này. Phạm thì đây, cái này. Đó, thì đấy các thầy cô giáo có thể là gửi lại cái bài giảng cho học sinh. Em bật xin phép bật lại để hướng dẫn tiếp ạ. Ngoài ra còn một số cái thanh công cụ nữa. Em kích cái này là phóng to này. Đó. Toàn màn hình luôn này. Kích lại. Còn cái này là cái thay đổi chế độ của màn hình. Ngoài ra thì thầy cô giáo ở đây có cái nút bên cạnh cái video. Cái này ấy, thì cô giáo có thể chọn mic của mình cho nó phù hợp. Ở đây thì webcam vậy thôi. Thầy cô thầy giáo có thể chọn cái background, nền background. Thì cái webcam của em nó không được tốt lắm. Còn nếu như mà một số cái thầy cô mà có cái máy quay tốt ý, thì các thầy cô có thể chọn cái nền background như này. Thì nó sẽ xóa đi cái nền phía sau để các thầy cô dạy. Đấy là tùy thầy cô giáo thôi. Cái phần cuối cùng đó, phần 4 là một vài lưu ý cho giáo viên. Thì khi mà học ấy thì nhắc nhở sinh viên bắt buộc phải để video nhìn thấy mặt để kiểm soát việc học tập của sinh viên. Một số vấn đề về âm thanh và hình ảnh. Âm thanh mà bị loạn, nhiều tạp âm, đây là do quá nhiều mic, quá nhiều nguồn. Giáo viên nên để mua ô, tắt hết mic của sinh viên đi, chỉ để mic giáo viên.
khi cho sinh viên nào phát biểu thì ấn unmute cho sinh viên đó. Ví dụ sinh viên này. Nhiều tiếng ồn lắm. Cho nên nếu như mà thì tôi nhận là thầy cô ấn mute. Âm thanh bị vang như vậy là do sử dụng loa ngoài nên học sinh phải sử dụng tai nghe kèm mic sẽ khắc phục được cái việc này. Em xin được dừng video tại đây. Em rất mong được sự ủng hộ của các thầy cô. Chúc các thầy cô xây dựng được bài giảng trực tuyến thành công.